Thầy xin tự giới thiệu, thầy là thầy bói da ma quét rác ra nhà. Bây giờ thầy sẽ rửa tội cho con để được ăn kỹ ngủ ngon mỗi ngày, cuộc sống êm ấm đủ đầy sướng sung. Sung rồi thì sẽ sướng. Đâu nhìn lắm. Thanh tẩy đi hết tội lỗi để tâm hồn nhàn rỗi không phải lo toan. Đấy, chúng mày xem thằng Sò nó đối xử với mẹ như thế có được không? Nuôi nó khôn lớn, lấy vợ dựng nhà mà giờ hơi tí nó cay, nó mắng coi vợ hơn mẹ. Anh như thế là không có được đâu đấy. Không có mẹ thì lấy đâu ra anh ngày hôm nay? Làm con mà không có hiếu với cha mẹ, lại cho vợ ngồi lên đầu thì chịu rồi. Mai kia bác cũng già, nếu con cái cũng đối xử tệ bạc thì bác nghĩ gì? Nghĩ cái gì? Gieo nhân nào thì quả đấy. Ông giời công bằng lắm, đừng tưởng bây giờ không sao là nhân quả không tới. Chắc là tắc đường nên chưa gõ cửa đấy thôi. Thôi thôi, anh biết lỗi rồi. Đời người ai chẳng có lúc sai mà cô chú cứ mắng anh sơi sơi. Sai thì phải biết sửa, làm sao rửa hết cái tội lỗi của mình đi. Ông rửa cho mày hết tội đi, rửa cho trôi hết đi. Này, anh làm cái gì đấy? Thì mẹ bảo là anh rửa hết tội lỗi. Anh rửa đây còn gì? Anh vớ vẩn vừa thôi. Em nghe nói là bên thôn Đông có thầy Đống rửa tội hay lắm. Sang đấy mà rửa hết cái tội cái nợ đi để sống cho đàng hoàng tử tế. Thầy ơi, con tưởng rửa tội là phải vẩy bằng lá chứ sao lại phun như là phun cây thế này? Thời đại mới thì mình phải làm theo cách mới. Ví dụ như là có những hôm hàng trăm người đến rửa tội, nếu mà dùng cách vẩy thì có mà đến Tết Tây à? Thầy nói cũng phải. Phải quá đi chứ, trái thế nào được. Đợt tới thầy sẽ sắm một em máy bay chuồn chuồn cho nước rửa tội vào đấy tưới cho nhanh. Dạ chào thầy, con muốn thầy rửa tội giúp. Thế tội trạng thế nào? Con sống không có hiếu với mẹ. Đấy, phải rửa thế này mới trôi hết được tội lỗi. Các con nghe đây, người ta vẫn thường nói là công cha như núi Thái Nguyên. Thái Sơn. Ừ thì Thái Sơn, mà núi nào chẳng là núi mà mày bắt bẻ mẹ. Thời buổi bây giờ, nhiều đứa chúng nó coi công cha như rác như rơm, nghĩa mẹ như nước thải rồi. Đúng là cũng có những trường hợp như vậy, sao lại có những người con tệ bạc như thế chứ? Cha mẹ nào cũng vì các con, nhưng có được bao nhiêu người con vì cha mẹ? Mà cái thằng Sò nó đi đâu rồi nhỉ? Thấy chị Hến giới thiệu cho nhà cái ông rửa tội, chắc là lại qua đấy rồi. Mình có lỗi thì phải tự sửa chứ, ai rửa được cho mình? Thời đại nào rồi mà còn u mê thế? Ôi giời ơi. Ôi giời, ôi giời, thầy làm cái gì đấy? Giời. Thôi. Tội của chú nặng nên là phải vừa rửa vừa cọ mới hết được. Cái ông bói giỏm kia, ông làm cái gì đây? À, thì cậu đây muốn rửa tội, tôi rửa cho mà. Ông học hành tu tập gì mà đòi rửa cho người khác? Bói toán vớ va vớ vẩn, làm trò lố lăng sằng bậy. Ông rửa cho mình trước đi. Ôi trời ơi, trời ơi, bà buồn cười thế này. Đấy,
Rửa như thế cho nhanh. Để sửa chữa cái lỗi của mày thì phải thể hiện bằng hành động, hằng ngày sống có hiếu với mẹ, hiểu không? Chả biết có rửa được tí tội nào không, ướt hết cả người. Mẹ nói đúng đấy, chăm sóc mẹ chu đáo mới là cách sửa chữa sai lầm. Mà chị Hến cũng buồn cười thật, lại xui anh ấy đi rửa với chả giấy. Thì biết đâu đấy, nghe người ta đồn thổi nên là cũng tin. Người ta thế người ta bảo mày ăn ấy mày cũng cho vào mồm chứ. Làm cái gì thì làm cũng phải dựa trên cơ sở khoa học. Thằng này sửa chữa luôn đi xem nào. Kính thưa mẹ, mẹ dùng xong bát cơm, con lại đơm bát cháo, rồi súc miệng gáo nước mưa. Đấy, như thế này có phải là có hiếu không? Cà chua thế, chuyển biến như thế là cũng được rồi. Từ trước giá mà cứ có hiếu như thế thì mẹ đã không phải buồn lòng, không phải đi rửa tội rửa nợ. Thưa mẹ, mai này mẹ muốn yên nghỉ ở trên núi hay là gần sông để con đi đào luôn. Bố nhà mày, mày muốn mẹ đi sớm hay sao mà lại định đi đào huyệt từ bây giờ? Con có hiếu, lo xa thế còn gì.